kích sóng Wi-Fi Xiaomi Repeater Pro thật sự pro cho mọi nhà. Mạng Internet, Wi-Fi ngày càng phổ biến và hầu như ai ai hàng ngày làm việc đều cần chúng. Đôi khi tốc độ truyền tải và sóng Wi-Fi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ làm việc và tiến độ công việc. Và ngay lúc này, bộ kích sóng Wi-Fi xuất hiện như một vị cứu tinh. Bộ kích sóng Wi-Fi được gọi với nhiều cái cách như Cục kích Wi-Fi, thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi, đây là thiết bị có khả năng thu Wi-Fi ở nguồn phát Wi-Fi rồi sau đó phát lại ở bán kính xa hơn và ổn định tín hiệu. Bộ sản phẩm có khả năng bắt sóng cao hơn so với các thiết bị tương tự nhờ được trang bị hai dâu anten hoạt động cùng lúc. Mạng Internet sẽ được phủ rộng mọi nơi trong không gian gia đình bạn, với một tốc độ đảm bảo đủ mạnh. Giúp bạn hài lòng và làm việc hiệu quả hơn. Với thiết kế nhỏ gọn, vô cùng gọn nhẹ chỉ vòn vẹn 70 x 70 x 54 mm giúp bạn dễ dàng lắp đặt thiết bị ở bất cứ đâu trong nhà mà không chiếm quá nhiều không gian gia đình bạn. Thiết bị cũng được trang bị một chiếc đèn led nhỏ để thông báo tình trạng hoạt động và tự động cập nhật liên tục khi sử dụng cho người người dùng. Công dụng chính của kích sóng Wi-Fi Repeater Pro giúp bạn dễ dàng lắp đặt thiết bị ở bất cứ đâu trong nhà mà không gây chiếm diện tích gia đình. Cơ quan Thiết bị cũng được trang bị thêm một chiếc đèn LED nhỏ để thông báo tình trạng hoạt động và có tính năng tự động cập nhật mà không cần bất cứ cài đặt thêm nào. Thiết bị có thể phủ sóng Wi-Fi trên diện rộng, phục vụ cho mục đích của mình. Có khả năng kết nối với nhiều loại router khác nhau. Cũng như kết nối với những thiết bị kích sóng cùng loại khác với tốc độ truyền tải lên đến 300Mbps trên dây tùy thuộc vào gói cước nhà mạng. Kết nối không dây anten 2 dâu. MIMO 2x2, 3DB và lắp đặt đơn giản, cài đặt thông qua ứng dụng Mi Home. Bộ kích Wi-Fi còn tương thích tốt với cả các thiết bị Android, iOS. Kích sóng Pro cho phép 64 thiết bị bắt sóng và có thể sử dụng cùng lúc. Nhưng nhà sản xuất khuyến khích chỉ nên kết nối cùng lúc 24 thiết bị là thích hợp nhất. Thông số của sản phẩm. Kích thước 70 x 70 x 54 mm. Khối lượng 82 g. Kiểu kết nối không dây. Tốc độ truyền dữ liệu, 300 megabit trên dây. Kết nối tối đa, 64 thiết bị khuyến nghị nên dùng 24 thiết bị để có trải nghiệm tốt nhất. Chất liệu của sản phẩm. Sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp và chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người sử dụng. Giới thiệu thương hiệu Xiaomi. Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới và các sản phẩm điện tử nổi tiếng. Với mức giá hấp dẫn và chất lượng quốc tế. Các sản phẩm của Xiaomi ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng bởi chất lượng của sản phẩm. Thiết kế đẹp, bắt mắt và độ bền cao. Địa chỉ bảo hành sản phẩm. Việc bảo hành sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành của Pingo và thời gian bảo hành của từng sản phẩm tại địa chỉ. Số 45 ngách 55 ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.